Tết Nguyên Đán là thời điểm thị trường có sức mua lớn nhất trong năm, vì thế đây cũng là thời điểm mà các doanh nghiệp tung ra sản phẩm mới cùng các chương trình ưu đãi để kích cầu quảng bá thương hiệu nhằm chiên khách hàng. Trong không khí rộn ràng đón xuân sang, trang sức là điểm nhấn đắt giá tôn lên vẻ đẹp và khẳng định vị thế người đeo. Đây còn là vật may mắn thu hút phong thủy tài lộc, tình duyên và hạnh phúc dịp khai xuân đón lộc đầu năm. Đáp ứng nhu cầu này, xuân nhâm dần năm 2022, Bảo Tín Minh Châu triển khai chương trình Trang sức vàng dạng dỡ xuân sang với hàng ngàn mẫu trang sức độc đáo, biểu trưng cho mùa xuân, cùng chất lượng hàng đầu với giá cả hợp lý để khách hàng tự tin làm đẹp, cẩu may, rước tài lộc và làm quà tặng. Bên cạnh trang sức vàng được chế tác trên chất liệu vàng cao cấp, còn có các loại trang sức gắn đá quý chất lượng cao, tương ứng phong thủy vận mệnh từng cá nhân và 12 tháng trong năm. Trong dịp này, Bảo Tín Minh Châu tặng lịch năm mới cho tất cả khách hàng.